Chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tập vẽ cọ râu trên bảng. Các bạn chuẩn bị cho mình bút vẽ, tiếp sơn màu trắng và một chiếc bảng đen có dán băng dính. Nét cơ bản sử dụng nhiều nhất trong kỹ thuật cọ râu của chúng ta đó là kỹ thuật nhấn nhả tạo nét thanh nét đậm. Các bạn cầm cọ đứng thẳng bút rồi ấn đầu cọ tạo nét tròn và đậm rồi kéo bút nhả từ từ khỏi bề mặt bảng. Tương tự các nét vẽ sau này cũng vậy, chỉ khác khi ta nhả đưa bút sang trái hoặc phải, vẽ nét dài hoặc ngắn tùy ý mình các bạn nhé. Nét vẽ đầu tiên này chúng ta chủ yếu để vẽ hoa cúc và các họa tiết khác nhau nhé các bạn. Vẽ họa tiết lượn sóng, các bạn đưa bút nhẹ nhàng trên bề mặt cho mình thôi nhé. Ở họa tiết tiếp theo, các bạn vẫn sử dụng kỹ thuật vẽ hoa cúc, chỉ có khác là chúng ta sẽ ghép các nét với nhau tạo thành một họa tiết mới. Vẽ nét mảnh hoa và lá thì các bạn dùng mực ít thôi và vẽ nhẹ nhàng trên bề mặt cho mình nhé. Các bạn sẽ tiếp tục vẽ cho mình khung hình những cánh hoa tròn nhọn tim, rồi sau đó chúng ta tô kín. Nét này chúng ta sẽ sử dụng để vẽ và ghép hoa năm cánh nha các bạn. Các bạn đặt bút nhẹ nhàng rồi kéo một đoạn, sau đó chúng ta ấn cọ tạo độ dày ở giữa, rồi nhả bút tạo độ nhọn của cánh hoa nhé. Nét này chúng ta sẽ sử dụng để vẽ hoa hồng nhé các bạn. Khi đã luyện tập thành thục các nét rời này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép các bông hoa. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn tập ghép hoa hồng. Cánh hồng chúng ta sẽ đặt bút nhẹ nhàng kéo đến giữa cánh, nhấn lên độ dày của cánh rồi từ từ nhả bút. Các cánh tiếp theo chúng ta vẽ đối xứng với nhau, khép kín lại thành một bông hoa. Sau đó chúng ta sẽ ghép lá và hoàn thiện trang trí hình vẽ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào vẽ bông cúc. Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật vẽ cúc, nhấn ở đầu nét vẽ rồi kéo bút nhả từ từ tạo độ nhọn của cánh cúc, rồi sau đó chúng ta sẽ ghép thành bông.
3. Vẽ họa tiết, chúng ta đặt bút nhẹ nhàng tạo độ tròn cho họa tiết, rồi sau đó sử dụng kỹ thuật vẽ cúc để ghép các họa tiết lại với nhau. Bốn, khóm cỏ, kỹ thuật vẽ nét ngược từ dưới lên giống như cúc, chỉ khác là ta vẽ dài nét hơn, đầu nét vẽ mình sẽ ấn nhẹ tay hơn, ghép các nét vẽ lại với nhau tạo thành một khóm cỏ. Sau đó các bạn chấm chấm cho mình vài nét để tạo hình trang trí nhé. Rồi các bạn vẽ bướm ghép vào cho hình sinh động nha. Năm, chúng ta sẽ chuyển sang vẽ hoa 5 cánh. Các bạn sẽ vẽ cho mình một cánh hoa làm chuẩn, rồi từ cánh hoa đó chúng ta sẽ vẽ và chia kích thước các cánh như nhau và ghép lại với nhau tạo thành một bông hoa 5 cánh. Sau chúng ta sẽ vẽ bướm. Các bạn dùng nét mảnh vẽ hình dáng chú bướm trước cho mình nhé. Các bạn tiếp tục dùng cọ, tô và chấm tạo hình tròn trang trí cho chú bướm nhé. Hình vẽ 7. Họa tiết này các bạn sẽ sử dụng kỹ thuật vẽ cúc, nhưng đầu cọ sẽ nhấn ít hơn, không cần đầu nét phải dày. Rồi ghép các nét lại với nhau tạo thành một hình họa tiết mới. Chúng ta sẽ vẽ bông cúc chính diện.
chúng ta vẫn sử dụng kỹ thuật vẽ cúc như vậy. Trước tiên, các bạn sẽ vẽ bốn cánh đối xứng với nhau qua trục giống như dấu cộng. Sau đó chia đôi hai cánh bằng một led. Cứ như vậy, các bạn sẽ vẽ được một bông cúc tròn chính diện. Rồi sau đó các bạn ghép các họa tiết vào với nhau tạo thành một hình trang trí mới nhé. Họa tiết trang trí cuối cùng cũng sử dụng phương pháp vẽ cúc như các bạn. Các bạn theo dõi video của mình thấy hay thì hãy nhấp like và đăng ký theo dõi kênh ủng hộ mình để mình có nhiều động lực ra được nhiều video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.